Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục thưởng thức lắng nghe tập tiếp theo tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đêm Say của tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tôi giật mình, ánh mắt nhìn Dương Thành Vũ càng thêm sợ hãi, miệng gấp áp úng mất một lúc mới có thể nói được thành tiếng. Dương Tổng. Dương Thành Vũ lúc này cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó anh ta lại ngước lên nhìn tôi, đôi lông mày rậm nheo lại rõ sự khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ là anh ta đang tức giận lắm. Nếu bây giờ mà tôi bước vào, có khi nào anh ta sẽ dùng bạo lực để đánh tôi không? Một cái tát của đêm hôm đó tôi ra tay rất là mạnh, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy lòng bàn tay còn chút tê rát. Cô còn muốn đứng đó à? Dương Thành Vũ kiên nhẫn hướng tôi nhắc lại lần nữa. Lần này ngữ điệu của anh ta nặng nề hơn hẳn, ánh mắt cũng lạnh như băng khiến tôi áp lực, chẳng dám lề mề gì nữa mà bước vội đi vào. Cánh cửa đóng lại, tôi biết ý đứng sát vào một góc thang máy, lòng bàn tay cầm túi xách không dưng mà đổ mồ hôi đến nhơ nhớp khó chịu. Thời tiết tháng 6 vốn đã nóng, bây giờ đứng ở trong này chịu cảnh bí bách càng trở nên nóng hơn. Thậm chí phía sau lưng chiếc áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm một mảng. Kỳ thật, tôi không hiểu tại sao mình lại sợ Dương Thành Vũ đến như vậy. Rõ ràng anh ta chẳng làm gì tôi, gặp cũng coi như không quen, một cái nhìn cũng chẳng bố thí. Thế mà tôi lại cứ như con chuột nhắt, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó từ xa chạy đến là mất mặt. Giờ đứng ở đây nghĩ lại, bản thân bỗng dưng nhận ra cũng chỉ có một mình tôi là người để bụng thôi. Tự mình an ủi chính mình là vậy, nhưng tôi vẫn chẳng lấy thêm được một chút mảnh máy nào. Suốt quá trình di chuyển từ tầng 35 xuống dưới đầu vẫn không dám ngẩng lên. Cũng may Dương Thành Vũ coi tôi là con ruồi, từ khi tôi vào cũng nhìn chẳng thèm nói chuyện. Thang máy xuống dưới tầng 1, tôi đợi Dương Thành Vũ ra khỏi mới dám bước theo đi ra. Vừa đặt chân ra đến sảnh lớn, bỗng nghe thấy một tiếng ầm, sau đó là những tia chớp nhập nhằng sáng loá chiếu xuống sân. Mưa ngoài trời rơi lộp bộp rào rào rất lớn, gió mang theo hơi lạnh lùa vào da thịt làm tôi có một chút chật vật. Ở sảnh lớn, những bóng điện sáng mờ sau tiếng sấm cũng nhập nhằng rồi tắt ngúm, bao phủ toàn bộ mọi thứ bằng màu đen tối om, làm tôi bỗng dưng nhớ đến những cảnh kinh dị mà mình đã được đọc trong mấy chuyện trinh thám. Đó chính là trong bóng tối này xuất hiện một tên sát nhân biến thái. Hắn giết tôi, rồi mổ nội tạng tôi bên em đi bán. Nghĩ đến điều ấy, tôi sợ hãi đến mức mụ mị cả đầu óc, quên luôn cả việc. Dương Thành Vũ vẫn đứng ở trước gương mặt mình, bước chân đi vội vàng gần như là lao người lại. Đến khi trước mặt va phải một bóng lưng rồng lớn, tôi mới hoàn hồn trở lại, lùi người về phía sau, trẹo chân và ngã xuống đất. Tôi đau đến tái mặt, nhưng mà bây giờ chuyện tôi lo lắng nhất chính là sợ Dương Thành Vũ nổi giận. Vì thế tôi chẳng chần chừ gì mà vội lên tiếng. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Mọi thứ đều tối đen như mực, nên tôi chẳng thể nhìn được vẻ mặt của Dương Thành Vũ lúc này như thế nào, tức giận hay là khinh bỉ. Mãi cho đến một lúc sau, tôi mới nghe thấy anh ta nói. Công ty rất trọng dụng những người tăng ca làm việc. Có điều đã tăng ca thì phải làm ra kết quả, chứ không phải là tăng ca cho có. Tôi có thể coi đây là một lời chế nhạo của Dương Thành Vũ. Có điều, lời chế nhạo này cũng quá nặng nề rồi. Việc tôi thấp kém, không phải là tôi không biết. Tôi cũng đang từng ngày cố gắng đi lên, phấn đấu từng chút, chứ có phải là lười biếng đâu. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có gan nào mà dám nói, chỉ biết cười gượng và đáp lại. Tôi biết, cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở. Dương Thành Vũ ở một tiếng. Từ trước đến nay, An Dĩnh chỉ nuôi những người tài giỏi, kẻ yếu kém chỉ khiếm An Dĩnh tốn tiền mà lại tốn sức. An Dĩnh có phá sản cũng không cần đến. Nghe câu nói này tôi chỉ có thể cứng họng, lén lén đưa mắt nhìn Dương Thành Vũ ở trong bóng tối. Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ nét mặt của anh ta lúc này vô cùng nghiêm khắc. May là trời tối cho nên là tôi không nhìn thấy, chứ nếu tôi nhìn thấy thì sẽ không có chuyện tôi dám đối mặt với anh ta đâu.
Người đàn ông này cao ngạo mà đáng sợ như vậy, tôi vốn dĩ đụng không nổi. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình an nhiên làm một nhân viên nhỏ bé thôi. Tôi ngập ngừng không nói thành lời, chỉ sợ nói cái điều gì không nên thì lại khiến cho Dương Thành Vũ nổi giận. Thành ra miệng cỡ ba búng, thế nhưng còn chưa nói được một từ đã bị anh ta cắt ngang. Cô muốn ở lại đây, tôi tất nhiên hiểu được những điều đấy. Có điều qua này, cô có biết loại nhân viên nào khiến ông chủ của mình đau đầu nhất không? Chính là loại như cô đấy. Có đầu nhưng mà không có năng lực. Tôi... An Dĩnh là một công ty nói nhỏ, không phải nhỏ. Nói lớn, cũng không phải lớn. Thế nhưng lương bổng cho nhân viên thì từ trước đến nay chưa từng có ai có ý kiến. Dương Thành Vũ nói được một nửa, điện ở hành lang đột nhiên vụt sáng trở lại. Tôi thấy anh ta nhìn tôi nhíu mày một cái và nghiêm giọng. Khóc cái gì mà khóc? Tôi có đánh cô đâu mà cô phải khóc. Tôi đưa tay lau nước mắt. Cổ họng nghẹn ứ đến mức thở cũng thấy lồng ngực khó chịu. Khóe mắt cay xè. Thế nhưng vì không muốn mình lộ rõ bản chất yếu đuối trước mặt anh ta, nên tôi đành quật cường lên tiếng. Tôi không khóc. Dương Thành Vũ nhìn tôi chăm chú. Cả hai chúng tôi đều trầm mà không nói câu gì. Mãi cho đến khi phía dưới sân vang lên giọng nói của người bảo vệ đi tuần, phá vỡ đi cái không khí ngột ngạt, tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ chạy dài. Tổng giám đốc vẫn chưa về sao? Ngài là tăng ca à? Lúc này Dương Thành Vũ mới thu lại ánh mắt. Anh ta đang xoay người đi thẳng về phía sân rộng lớn. Ở đó có người đã đợi xe từ trước. Bác bảo vệ lúc này mới nhìn sang tôi và nói. Cô gái, cô cũng ở lại tăng ca muộn vậy à? Trời mưa vừa ngớt. Mau về đi, không lại không kịp đâu. Vẻ mặt của người bảo vệ lộ rõ sự ngạc nhiên. Tôi đoán ông ta có lẽ chưa nhìn thấy hết mọi chuyện nên trong lòng cũng yên tâm phần nào và khá cười. Cảm ơn bác. Nói rồi tôi cũng xách túi chạy thật nhanh xuống dưới sân, hòa mình vào màn mưa lất phất mang theo hơi lạnh. Cũng may tôi vẫn kịp xe buýt cuối cùng nên vẫn có thể về được đến nhà trọ. Nếu không thì tôi cũng chẳng biết là mình phải dùng cách nào để mà về nữa. Thủ đô những ngày bình thường vô cùng náo nhiệt, nhưng mà cũng có những ngày mưa thì chẳng khác gì một thành phố hoang vắng. Có điều trải qua rất nhiều chuyện không vui và không may, tôi đã không còn oán giận số phận nghèo khó của mình nữa rồi. Tôi biết chấp nhận thực tại, và tôi cũng đã cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn. Những lời Dương Thành Vũ nói hồi nãy tuy là khó nghe, nhưng lại không phải là không có lý. Trong lòng tôi vẫn dự đoán anh ta là người giúp tôi đưa vào An Dĩnh làm. Phần còn lại tôi phải tự mình mà nắm giữ lấy. Ở đâu cũng thế, ông chủ bỏ tiền, nhân viên phải hết lòng cố gắng để thể hiện năng lực. Mà tôi thì suốt 2 tuần qua chưa làm được cái gì nên hồn hết. Buổi sáng tôi mang một tinh thần nạp đầy năng lượng đến công ty An Dĩnh để làm việc. Ngày hôm qua mặc dù đã tăng ca đến 10 giờ đêm nhưng tôi cũng chỉ làm xong được một nửa công việc. Còn một nửa đang làm dở thì sợ ma quá nên đi về. Bây giờ phải đứng hứng chịu cái cơn thịnh nộ của trường phòng Lê. Tôi bắt đầu có một chút hối hận. Trần Thị Oan, tối qua tôi nói như thế mà cô không nghe lọt tai một chút nào sao? Tôi cúi đầu, nhìn đống tài liệu bị trưởng phòng Lê đáp xuống trước mặt. Những tờ giấy A4 bên trong vì chịu lực tác động mạnh mà trở nên lộn xộn. Có tờ rơi hẳn cả ra ngoài. Một bản báo cáo đơn giản mà cô làm cũng không nên hồn. Thế mà còn nói cái gì mà muốn thành công, muốn được tiến triển rồi tăng lương. Cô ngoài nói cái mồm ra thì có thể thực hiện được không? Bị mắng trước mặt rất nhiều người, khuôn mặt của tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Thế nhưng biểu cảm của tôi ngày hôm nay đã khác hẳn so với ngày hôm qua rồi. Tôi không tức giận, cũng chẳng oán thán. Tôi sẽ làm lại. Nhanh nhất là buổi trưa sẽ nộp lên cho chị. Trưởng phòng Lê hừ lạnh. Chị ta cầm lấy một tập tài liệu mở ra đặt ở trước mặt tôi. Cảnh tượng hệt như một cô giáo đang dạy học sinh lớp 1 của mình làm bài phép tính. Nhìn đây. Đây là những tư liệu của năm ngoái. Cô làm bản báo cáo tập hợp hết lại những chi tiết quan trọng cho tôi. Cái tôi cần là bảng thống kê doanh thu. Làm bài báo cáo những thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Báo cáo những thông tin thương mại. Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua số lượng nhiều. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng, cô hiểu chưa? Tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm luôn bây giờ. Trưởng phòng Lê hừ lạnh. Có lẽ cô ta chán ghét những lời hứa suông của tôi nên ngữ điệu vẫn không có một chút gì gọi là hạ nhiệt. Lần này cô mà không làm được nữa thì mang sách vở ra ngồi cạnh đồng nghiệp mà học đi. Tất nhiên nếu cô mà phải đào tạo lại từ đầu thì đừng có mong có lương. Cái từ lương đối với tôi chẳng khác gì một vết thương chí mạng.
Tôi đoán có lẽ trưởng phòng biết được đó là điểm yếu của tôi, nên mới không ngần ngại nhắc đến. Nhìn chị ta bây giờ sao lại giống hệt Dương Thành Vũ đến thế? Đều là bản chất máu lạnh của giới tư bản. Cảm ơn trưởng phòng, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Trưởng phòng Lê nhìn tôi như một khúc gỗ. Không tự mình cố gắng, dù cô có chịu làm đĩ cũng chưa chắc có đàn ông bằng lòng chơi cô đâu. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ rằng trưởng phòng Lê lại có thể nói ra này những lời cay nghiệt đến như vậy. Mất mái một lúc mới có thể nói thành lời. Bây giờ tôi sẽ làm bản báo cáo luôn, đến trưa nhất định sẽ nộp lên cho trưởng phòng. Được rồi, nói được làm được, tôi tin tưởng cô một lần. Có điều chỉ duy nhất một lần này thôi, không có lần tiếp theo đâu. Trưởng phòng Lê vừa dứt lời, bên ngoài cũng có người gọi báo chị ta phải lên phòng hội nghị để họp bàn về kế hoạch của 6 tháng cuối năm. Có lẽ là cuộc họp khẩn nên chị ta nhìn khá vội vàng. Nhưng dường như đối với tôi có một sự quan tâm khá đặc biệt, nên lúc xoay người chị ta vẫn không quên uy hiếp dặn dò tôi thêm một lần nữa. Buổi trưa sau mấy tiếng đồng hồ cầm cố ý vắt hết óc não để làm bản báo cáo, tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình được giao. Mặc dù tôi thấy chúng khá được, nhưng mà để so với những đồng nghiệp khác thì không thể xếp bằng. Nên bản thân dù muốn cười tự mãn cũng không thể nào mà cười nổi. Cũng may, trưởng phòng Lê sau khi xem qua ngoài sửa giùm tôi mấy lỗi nhỏ thì không còn ý kiến nào khác. Nhờ vào phúc của chị ta ban cho, những ngày tháng đó về sau của tôi không còn phải làm em gái chạy vặt pha cà phê, vin tài liệu giúp đồng nghiệp nữa, mà đã được bắt đầu làm quen với công việc của phòng kế hoạch. Bên cạnh đó, cũng chẳng còn ai buông lời xỉa sói và gây khó dễ cho tôi, cũng có thể coi là yên bình trôi qua một kiếp. Hai tháng tiếp theo, tôi được trưởng phòng Lê dạy rất nhiều điều để phục vụ cho công việc, cũng như cho nhiều cơ hội để giao tiếp với các khách hàng của công ty. Nên sang đến tuần thứ hai, tôi cũng được phân nhiệm vụ làm độc lập. Có thể nói là trong hai tháng này, tôi tiến bộ khá nhiều. Đầu óc ngu ngơ đã phát triển, biết nghĩ xa hơn về việc muốn phấn đấu vươn lên. Tiền lương hai tháng đầu như hợp đồng nhận được đều là 5 triệu. Tôi tàn tiện cũng gửi được về cho mẹ một ít, còn một ít thì giữ lại để phòng thân của mình. Tháng hiện tại làm chính thức lương bổng ngoài 5 triệu, còn có cả hoa hồng chiết khấu. Điều kiện hấp dẫn như vậy, tôi chỉ có thể từng ngày tự nhủ, không thể để nó vụt mất khỏi tay mình được. Một ngày tôi đang chăm chú làm bản kế hoạch tỉ mỉ, thì nhận được điện thoại của trưởng phòng Lê, gọi tôi vào phòng nói chuyện. Lúc tôi bước vào, chị ta đang chăm chú nhìn tài liệu, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà nói luôn với tôi. Chuẩn bị một chút đi, buổi chiều cô đi gặp khách hàng này ngay cho tôi. Nói xong chị ta đưa cho tôi một quyển tài liệu, ở bên trong đó ghi rất chi tiết về người mà tôi phải gặp. Đó là tổng giám đốc của công ty nhỏ trong nội thành, có ý định muốn mua mấy căn nhà trong dự án khu đô thị hạng sang sắp tới đi vào khởi công. Tôi đang lót đường cho cô đi đấy, nhớ mà nắm lấy cơ hội cho nó tốt, đừng có phụ lòng của tôi. Tôi ngập ngừng. Trưởng phòng Lê, mạn phép cho tôi hỏi, vì sao chị lại quan tâm đến tôi như thế? Tôi với chị rõ ràng không phải là người thân quen với nhau, năng lực làm việc là rất kém. Trưởng phòng Lê đặt bút sang một bên. Chị ta nhìn tôi ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Muốn biết à? Thật ra chẳng phải là quan tâm đặc biệt. Tôi giống cô, đều là những người mẹ đơn thân, phải vật lộn làm việc, nên tôi cảm thấy đồng cảm vì chúng ta chung hoàn cảnh. Thuận tiện cho cô một cơ hội coi như thử thách. Cô làm được tôi cũng được lợi, cô không làm được tôi sẽ để cho người khác làm. Đi làm đã nhiều năm, tôi ít nhiều cũng biết ở chốn công sở này có rất nhiều âm mưu đấu đá. Nên sau khi nghe trưởng phòng Lê nói vậy, tôi liền cất giọng ngờ vực. Chị muốn đào tạo tôi thành người của chị? Đối với câu hỏi của tôi, trưởng phòng Lê chỉ cười và nói, cô xem phim ít thôi. Cầm lấy tài liệu về nghiên cứu, buổi chiều nhớ xử lý cho tốt. Còn nữa, mang cái này lên phòng tổng giám đốc giúp tôi. Tôi bây giờ phải đi gặp đối tác, nếu không sẽ muộn giờ mất. Nhắc đến Dương Thành Vũ là tôi lại vô thức sợ hãi. Thế nhưng chưa kịp từ chối thì trưởng phòng Lê đã mất hút ở ngoài cửa lớn. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tự nhủ bản thân mình phải cứng rắn. Sau đó lao về phía thang máy, ấn số lên trên cùng của công ty. Đến nơi nhìn trợ lý cùng với thư ký của Dương Thành Vũ đang ngồi bên ngoài làm việc, trong lòng tôi đã căng thẳng, càng thêm căng thẳng. Một giây ngắn ngủi trong đầu xuất hiện suy nghĩ muốn đi về. Có điều nghĩ lại những lời mà trưởng phòng Lê nói cùng với những cơ hội chị ta châm chức cho mình, tôi không đành lòng làm trái. Bước lại phía họ, tôi nói, tôi lên nộp bản báo cáo. Xin hỏi tổng giám đốc, có ở bên trong đó không ạ?
Vị thư ký hỏi rõ tôi ngọn ngành. Sau khi nghe xong, cô ta cũng gật đầu rồi dắt tôi đi đến phòng làm việc của Dương Thành Vũ rồi mới rời đi. Nhìn cánh cửa đóng im lìm, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm giơ tay lên gõ. Rất nhanh, bên trong liền vang lên giọng nói trầm thấp. Vào đi. Tôi đẩy cửa văn phòng Dương Thành Vũ, bước chân chậm chậm đi vào bên trong. Lúc này người đàn ông đó đang cúi đầu ký văn bản. Anh ta không ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói luôn. Có chuyện gì? Giọng nói trầm thấp mang theo vị lạnh lạnh xa cách. Chẳng có gì đáng sợ, nhưng lại gây cho tôi rất nhiều áp lực. Tay tôi hơi run. Suýt chút nữa đã đánh rơi luôn cả văn kiện xuống dưới đất. Tổng giám đốc, tôi lên nộp bản báo cáo. Nghe thấy giọng nói của tôi, lần này Dương Thành Vũ cũng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi sững lại một giây, mang theo sự ngạc nhiên. Cảnh tượng này bỗng dưng làm tôi nhớ lại khoảng thời gian 2 năm về trước, khi mà mình hùng hùng hổ hổ lao lên phòng tổng giám đốc An Dĩnh ở thành phố A đòi lại công bằng. Khi ấy, người đàn ông này so với bây giờ dễ nói chuyện hơn một chút, vì anh ta biết lý lẽ, hoặc là anh ta có một bộ mặt giả tạo lừa người quá hoàn hảo. Trưởng phòng của cô đâu? Trưởng phòng Lê gặp phải khách hàng, cho nên cố nhờ tôi lên đồ báo cáo giúp. Dương Thành Vũ nhận lấy tài liệu, anh ta đưa tay chỉ vào ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó mới cúi đầu nhàn nhã và xem giấy tờ. Không ai nói chuyện, cũng chẳng có tiếng tivi hay tiếng nhạc. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ toàn là tiếng soàn soạt của động tác lật giấy, tĩnh mịch đến vô cùng. Trong lòng thấp thỏm không yên, tôi cố gắng đè nén xuống sự khẩn trương. 10 đầu ngón tay siết chặt đến đỏ ửng. Phản ứng này mỗi lần đối mặt với anh, tôi đều không thay đổi được. Nói trắng ra chính là đối với tôi, Dương Thành Vũ đã trở thành một nỗi sợ hãi vô cùng mà tôi nhận định trong tiềm thức của mình. 10 phút sau khi xem được một tài liệu mà tôi đưa, Dương Thành Vũ cất giọng hỏi tôi. Tài liệu này là do cô làm có đúng không? Tôi gật đầu, chỉ dám hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái rồi lời cúi gằm xuống. Thầm cầu nguyện trong lòng Dương Thành Vũ sẽ không hỏi nữa mà đuổi mình ra ngoài. Thế nhưng lời cầu nguyện ấy là không thành, vì tôi lại nghe thấy anh ta nói tiếp. Nói chuyện với cấp trên thì ngẩng cái đầu lên. Cô có biết phép lịch sự trong giao tiếp là thế nào không ạ? Tôi đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Dương Thành Vũ tựa người vào thành ghế phía sau. Anh ta tiếp tục xem bản báo cáo và nói. Phương án không tồi. Có điều cái tôi cần không chỉ là ở trên con chữ, mà kết quả nhận được. Mỗi tháng phòng kế hoạch là một bộ phận đứng đầu công ty về vấn đề nhận lương thưởng. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, tôi không thừa tiền nuôi không cái đám người đó. Quý này các cô mà không đạt chỉ tiêu, tôi sẽ dồn sang quý sau. Quý sau cũng không đạt thì cứ thế mà dồn. Dồn mãi mà làm không nên hồn thì thu dọn đồ đạc, tìm công ty khác đầu quân đi là vừa. Mặc dù ngữ điệu giọng nói của Dương Thành Vũ rất bình thường, nhưng khi mà lọt vào tai tôi thì lại chẳng khác gì như đang cảnh cáo nhắm vào tôi vậy. Tôi sợ hãi đến mất mật. Tôi nghĩ thầm, nếu mà bản báo cáo đó có cái gì sai, có gì không đúng hay như nào thì anh ta phải cứ nói luôn để cho tôi sửa chứ. Có nhất thiết là phải dằn mặt kiểu như thế này không? Con người, ai mới bắt đầu đi làm chẳng có sai sót. Nếu hoàn hảo thì đâu cần gì phải đi làm thuê nữa. Thế nhưng nghĩ gì thì nghĩ, chứ có cho tiền tôi cũng chẳng dám lên mặt nói với Dương Thành Vũ. Bởi vì tôi vẫn còn muốn giữ miếng ăn của mình. Con gái tuổi nhà cần tiền mua sữa, bố mẹ già cần tiền trang trải cuộc sống. Từ khi miếng bánh này rơi xuống, tôi đã thề là mình phải nắm thật chặt rồi. Tôi nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với trưởng phòng Lê. Dương Thành Vũ ném tài liệu sang một bên, anh ta tiếp tục và nói tiếp. Khách hàng mua bất động sản của công ty, 40% là khách hàng cũ ra, thì 60% còn lại đều là những người mới. Trong năm nay tôi muốn có nhỉnh lên chứ không phải là tụt xuống. Đúng là con người của giới tư bản, cái gì cũng tham lam, cái gì cũng muốn nhiều hơn. 40% khách hàng cũ với công ty khác, họ đã xứng đến điên luôn rồi. Ai như đàn ông này vẫn chỉ là con số thấp. Tôi đáp. Tôi sẽ ghi nhớ. Dương Thành Vũ nhíu mày. Tôi thấy anh ta nhíu mày một cái. Trần Thùy An đúng không? Cô thật không biết cách giao tiếp với cấp trên như thế nào cho tốt. Chút nữa về phòng kế hoạch, bảo trưởng phòng Lê dạy cô một chút. Hoặc là tôi sẽ cho cô về thành phố A học hỏi.
Bị nhắc nhở về thành phố A, khuôn mặt tôi ngay lập tức trở nên trắng nhợt, môi mím chặt và run run. Đúng lúc còn chưa biết phải đáp lại như thế nào, thì Dương Thành Vũ bỗng nhiên có điện thoại. Tôi đoán có lẽ là do công việc chứ không phải là bạn gái, vì nét mặt của anh ta ngưng trệ, không thay đổi, thậm chí còn có một chút nghiêm nghị. Lúc ấy tôi muốn đứng dậy đi ra ngoài lắm rồi, nhưng mà anh ta chưa cho phép, nên tôi cũng chẳng dám. Thành ra cứ ngồi im ở đó như một khúc gỗ. Tôi nghĩ về bệnh tình của bố. Mẹ tôi nói bố tôi mặc dù uống thuốc nhưng vẫn không đỡ, đi khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói cần cho lên thành phố để kiểm tra, rồi còn điều trị theo phác đồ của chuyên khoa. Thật ra tôi cũng muốn đưa bố lên lắm, tôi cũng đã nói với mẹ là như thế, nhưng bà bảo nhà cần tiền và bây giờ khó khăn, một mình tôi phải làm kinh tế nuôi gia đình. Bố mẹ tôi không nỡ đặt lên vai tôi tảng đá nữa. Từ ngày nhà tôi lâm vào bi kịch, cũng may bố mẹ tôi đổi tính, nếu không tôi thật sự không dám nghĩ cuộc đời tôi sẽ trôi nổi và bấp bênh như thế nào. Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Cô ra ngoài đi. Ơn trời, nghe được câu nói đó của Dương Thành Vũ mà trong lòng sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Tôi vội vàng cúi đầu cho anh ta, rồi đi thẳng ra ngoài. Sau khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, tôi mới dám thở mạnh mấy hơi. Cảm giác lúc này chính là may mắn vì mình vẫn còn sống. Tạm gác hết mọi chuyện không vui ra sau đầu, tôi nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình, sửa báo cáo và làm bài kế hoạch. Từ ngày được làm chính thức, tôi tiến bộ hơn hẳn, nên trưởng phòng Lê cũng cất nhắc tôi khá nhiều. Vì thế, lượng việc tôi làm so với những nhân viên cũ có thể nói là ngang bằng nhau. Đều lồ liếu như vậy, tất cả đều nhìn được. Tôi biết bọn họ khó chịu với mình, nhưng mà e ngại trưởng phòng nên chẳng ai dám bắt nạt hay là làm khó tôi. Có chăng họ sẽ đứng ở khu pha cà phê nói xấu tôi giống như lần trước tôi nói xấu họ vậy. Đại khái giống như là... Nghĩ cũng lạ, một người mới bình thường chẳng có kinh nghiệm giỏi giang gì lại có thể ngang hàng được với chúng mình. Có khi nào cô ta có người nâng đỡ không? Cái này cũng thật khó. Đợt chị Liên nghỉ, giám đốc Nguyên nói là không cần tuyển thêm người, nhưng đùng một cái hôm sau lại thông báo là sẽ có đồng nghiệp mới vào. Tôi còn tưởng là nhân vật cao siêu nào ở đây, ai ngờ là cái cô nhà quê kia cơ chứ. Vừa quê mùa, làm việc thì kém đến khó chấp nhận. Cô gái kia dứt lời thì một người thanh niên liền thêm vào luôn. Có cái sắc là được. Nhìn cô ta trắng như tuyết trên đỉnh núi đấy. Da rẻ thì mịn màng, có thể vắt ra nước. Có khi được ông lớn nào đó bao nuôi. Những lời nói này tôi đã nghe không phải là một lần nên đã thành quen. Cảm xúc vốn dễ xúc động bây giờ đã trở nên chai lì hết rồi. Tôi chẳng cãi nhau, chẳng để ý. Từ đầu đến cuối vẫn là chấp niệm như cũ, muốn chính mình được yên ổn. Buổi chiều tôi có cuộc hẹn với khách hàng vào lúc 4 giờ nhà hàng Phố Đông, nên khi đồng hồ chỉ 3 rưỡi tôi đã đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh sửa soạn quần áo. Lúc trước đi bán bảo hiểm, tôi cũng chú ý đến cách ăn mặc. Nhưng khách hàng là nhiều người ở những tầng lớp khác nhau, nên tôi không cần phải chú trọng nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ làm ở An Dĩnh, tôi biết là mình phải đàng hoàng, ít nhất là không được làm công ty mất mặt. Trang điểm nhẹ một lớp kem dưỡng, tô thêm một chút son, tóc thả bung từng sợi rối loạn. Tôi cứ thế ngẩn người một lúc rất lâu. Hình ảnh phản chiếu trong gương nhìn rất có sức sống, khác hẳn với những khoảng thời gian trước tôi trông nhợt nhạt tái xanh đến dọa người. Bất giác tôi nhớ lại lời trưởng phòng Lê nói. Thả nào chị ta khi ấy nói bảo tôi có làm đĩ cũng chẳng đàn ông là dám chơi. Đến tôi nhìn còn thấy sợ, huống chi là người khác. Thở dài, tôi gạt hết những suy nghĩ không vui, cầm túi sách và xoay người đi ra ngoài. Lúc đến nhà hàng Phố Đông, may sao khách hàng cũng vừa mới đến, nên chúng tôi giáp mặt nhau ở quầy lễ tân. Người khách hàng này của tôi là một người đàn ông 50 tuổi, diện mạo nghiêm túc chính trực. Nếu xét về vẻ bề ngoài để đánh giá thì đúng là một người có nhân phẩm tốt. Đi cùng với ông ta còn có thêm một cô thư ký nhỏ tuổi, mặt nhìn hơi non nhưng kinh nghiệm làm việc khá tốt. Công ty của họ không phải là công ty lớn như An Dĩnh, nhưng số lượng căn hộ họ mua lại được đếm bằng hai bàn tay, cho nên tôi không thể để mình sơ suất ngay từ lúc gặp mặt.
Trưởng phòng Lê đã nói, nếu hợp đồng này được ký, tôi sẽ nhận được hoa hồng. Và cuối tháng nếu được thành tích, tiền thưởng cũng được tích ở doanh số tổng thu của phòng. Món tiền hậu hĩnh cứ thi nhau lờn lờ trước mắt. Tôi không đủ can đảm để cho người khác, nên phải cắn răng hào phóng một lần, nhỏ giọng nói với đối phương. Giám đốc Tần, ông không ngại nếu chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc chứ? Cô An thật là chu đáo, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Vị tổng giám đốc Tần cười xòa với tôi một tiếng. Sau đó ông ta gọi nhân viên lại, kêu đồ ăn và nước uống cho cả ba người. Cũng may những món đó đều là những món tầm tiền, thẻ của tôi đủ để trả cho cuộc xa hoa này. Nói thật là trong lòng tôi cũng xót lắm, nhưng ai bảo món tiền được nhận hậu hĩnh quá, nên tôi cứ thế bị nó mê hoặc đến mổ mì đầu óc cơ chứ. Thôi thì đành vậy, hợp đồng được ký thì số tiền nhỏ nhoi này có là gì đâu. Tự an ủi bản thân của mình bằng những suy nghĩ như thế, tôi bấm móng tay và ra thịt cho tỉnh táo, hòa mình vào cái không khí rôm rả để kể chuyện của giám đốc Tần. Sau đó cùng với ông ta nâng ly. Nói thật, tiểu lượng của tôi không cao, nhưng hết ông ta cùng với thư ký thi nhau mời, tôi không thể không từ chối. Uống được 8 chén, tôi bắt đầu cảm giác người mình nóng ran, đầu óc mơ mơ, nên khi bên kia rót sang chén thứ 9, tôi đã phải vội vàng cười đầy hối lỗi. Thật ngại quá giám đốc Trần, tôi có tiền sửa bệnh đau dạ dày, không thể uống nhiều, cho nên đành phải hẹn ông sang một ngày khác về sau rồi ạ. Những lời tôi nói đều là thật. Thêm nữa trong bụng cũng hơi ngầm ngầm đau, nên nét mặt tôi cũng có nhăn nhó khó chịu. Có lẽ là những điều này nó lọt vào mắt của vị giám đốc trước mặt, nên ông ta cũng buông tha cho tôi rồi nói, tốt tốt, sức khỏe tốt mới là điều quan trọng. Cô An đúng là một người có quy củ. Tôi cười, thật ngại quá, hy vọng là tôi không làm ông mất hứng. Giám đốc Tần xua tay, sao lại mất hứng? Đừng ngồi nói chuyện và ăn uống với cô An đây, là vinh hạnh của tôi mới phải. Từ lâu tôi đã nghe lời đồn về An Dĩnh, ban đầu còn không tin, bây giờ gặp nhau mới biết là lời đồn không sai. Quý công ty nhân viên không những xuất sắc mà còn rất đẹp. Ông quá khen rồi ạ. Được rồi, tôi không trêu cô An nữa. Có điều tôi có thể hỏi cô một điều không? Hình như cô An không phải là người đây thì phải. Rõ ràng là những lời nói này chẳng liên quan gì đến công việc, nhưng ai bảo ông ta bây giờ đang là vị khách quý. Tôi mà từ chối tức là mất tiếng ăn. À vâng ạ, tôi đúng là người tỉnh lẻ đến đây làm việc. Ra vậy, thiếu lỗi cho tôi nói thẳng, tôi đã gặp và làm việc với rất nhiều con người. Cảm giác họ để lại cho tôi đều là những lời nói suông thôi. Có điều cô An đây tuy nhìn đơn giản bình thường, nhưng hiểu biết lại ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Rõ ràng đây là một lời khen, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này lại dại dột dội lại câu nói của Dương Thành Vũ đêm đó. Loại như cô, có đầu nhưng không có năng lực. Tôi cười với giám đốc Tần, tôi không giỏi đến mức cái gì cũng biết đâu ạ. Có điều giám đốc Tần yên tâm, nếu ông ký hợp đồng mua căn hộ khu đô thị mới, tôi đảm bảo mình sẽ tận tâm tận lực hết sức. Ông cũng biết đấy, ở thành phố này, An Dĩnh có thể được coi là một công ty lớn. Nói ra thì không phải khoe khoang, mạng lưới quan hệ của tôi đối với cấp trên khá tốt, đặc biệt là... Tôi ngập ngừng cầm ly rượu lên uống, chống ngực đập bình bịch. Giám đốc Tần ở đối diện vẫn cười nhạt và hỏi tôi, không biết người đặc biệt mà cô An có mối quan hệ tốt là ai? Liệu tôi có vinh dự để biết được họ không? Thôi xong, tôi than thầm gõ đầu mấy cái, sao tôi lại có thể nói ra được những lời ớn đến nghẹn họng như thế này cơ chứ? Cô An sao thế? Khó nói đến mức không thể nói được hay sao? Tôi nuốt nước bọt, cười một nụ cười tươi rói và đầy giả tạo. Thật ra là cũng không khó nói lắm đâu. Người đó có lẽ là giám đốc Tần cũng biết đấy. Đó là giám đốc Dương của chúng tôi. Anh ta tên là Dương Thành Vũ. Nghe đến ba chữ Dương Thành Vũ, nét mặt của vị giám đốc Tần kia nhanh chóng thay đổi. Tôi có thể nhìn ra được sự ngạc nhiên theo lẫn với là vui sướng trong ánh mắt của ông ta. Đoán chừng 80% thành công đã nắm trong tay rồi. Có điều chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy trong người bồn chồn như thể sắp có chuyện gì ập đến vậy. Nói thật với cô An, tôi rất tin về cái làm việc chính trực của công ty An Dĩnh, nên là cái hợp đồng mua nhà lần này tôi sẽ ký với cô là 10 căn. Có điều
Tôi cũng muốn nhờ cô An giúp mình một chuyện nhỏ. Không biết là cô có tiện không? 10 căn. Trong đầu lúc này đều là những đồng tiền polymer nhảy tưng tưng. Tôi không ngần ngại mà gật đầu luôn. Còn phải xem chuyện đó có nằm trong tầm tay của tôi không nữa. Nếu được tôi sẽ hết lòng tận lực. Vị giám đốc Tần nói. Thật cũng không giống gì cô. Em trai tôi mới mở công ty chuyên về xuất nhập nguyên vật liệu xây dựng loại 1. Tôi cũng đã muốn liên hệ ngỏ ý hợp tác với An Dĩnh, nhưng mà đều không gặp được. Cô có thể giúp tôi hẹn với giám đốc Dương được không? Tôi ồ lên một tiếng. Biết chuyện này không nằm trong tầm tay của mình nên chỉ có thể trả lời chống chế. Chuyện này không thể hứa trước được với ông rồi. Có điều tôi sẽ nhân cơ hội nói với giám đốc Dương xem sao. Phần còn lại ông cần, có nghĩa là công ty em trai ông tự mình thể hiện là được rồi. Cứ thế mỗi người một câu. Câu nói chuyện cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Vị giám đốc Tần kia suy nghĩ một hồi, quyết ký với tôi 10 căn. Khi nhìn thấy chữ ký của ông ta, tôi xúc động đến mức đỏ mắt. May mắn lắm là bản thân vẫn kiềm chế được mà không khóc òa lên. Lúc chào tạm biệt họ, tôi tiếc một bàn thức ăn vẫn còn đầy, nên quyết định ngồi ăn cho đỡ phí. Tất nhiên là không quên gọi điện cho Nhàn báo cáo thành tích của mình rồi. Ở đầu dây bên kia, cô ấy nghe xong cũng hét ầm lên vì vui sướng và nói với tôi. Trời ơi, 10 căn biệt thự, mỗi căn gần 10 tỷ. 10 căn là gần 100 tỷ. Trần Thủy An, không ngờ cô giỏi thật đấy. Giám đốc cô lần này thưởng lớn cho cô mà coi. Tôi nở nụ cười méo sạch, thầm nghĩ trong đầu. Nào có phải là do tôi giỏi đâu, đều là do tôi bốc phét nói xàm nói bậy nên mới có được đấy. Để Dương Thành Vũ biết được, chắc chắn anh ta sẽ chôn sống tôi mất thôi. Trở về công ty, tôi mang bản hợp đồng đã ký lên đưa cho trưởng phòng Lê. Chị ta nhìn một lượt rồi nói. Khá tốt, tôi không ngờ là cô cũng có bản lĩnh đấy. Tôi mặt không biến sắc và nói dối. Có lẽ là ông ta thương hại người làm thuê như tôi. Trưởng phòng Lê cười nhưng không cười. Tôi đoán chị ta nghĩ tôi làm trò không đứng đắn. Nhưng mà tôi mặc kệ. Hợp đồng đã được ký. Tôi bây giờ chỉ đợi ngày nhận tiền thôi. Có điều tiền chưa nhận được, nhưng sóng lớn đã ập đến đầu. Bởi vì buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị Dương Thành Vũ gọi lên phòng tầm giám đốc. Nghe mọi người nói sắc mặt của anh ta rất tệ. Ngay sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, trưởng phòng Lê nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi cũng chịu buông tha, xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Còn tôi thì khỏi phải nói. Ôm hẳn một nỗi sợ hãi đi lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Dương Thành Vũ tọa lạc ở đó. Nhìn từng con số nhảy liên tục, tôi lo lắng nghĩ không biết Dương Thành Vũ gọi tôi lên là có việc gì. Buổi sáng ngày hôm qua, thái độ của anh ta đối với tôi vẫn rất bình thường, như những nhân viên khác. Hôm nay thì chưa gặp. Còn chuyện tôi nói phét với khách hàng. Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi càng thêm nóng gian hơn. Tôi tự hỏi, có khi nào lão giám đốc cần kia bếp xếp rồi gọi điện nói cho anh ta không? Nếu thật thì tôi chết với anh ta rồi. Bây giờ anh ta một chân đá tôi ra khỏi công ty luôn, tôi cũng phải nuốt nỗi đau mà chịu đựng thôi. Cứ thế tôi suy nghĩ vẩn vơ, đến khi cửa thang máy mở ra mới rụt rè bước lại. Phòng của Dương Thành Vũ. Lúc đi qua thư ký của anh ta, tôi thấy người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt giống y hệt với ánh mắt của trưởng phòng Lê. Bất giác khiến cho tôi đã khẩn trương, càng thêm khẩn trương hơn. Gõ cửa 3 cái, đợi người bên trong nói vọng ra tôi mới dám đẩy cửa. Lúc tôi bước vào, Dương Thành Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta nói. Đóng cửa vào. Ngữ điệu lạnh lùng, lại còn mang theo một chút khó chịu. Tôi đoán chắc hẳn, anh ta tức giận lắm nên chẳng làm dám làm trái điều gì. Thậm chí khi tôi đóng cửa rồi, tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế mà chỉ đứng. Mặt thì cúi gằm nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Lúc này Dương Thành Vũ bắt đầu hỏi tôi. Nghe nói hôm nay cô ký hợp đồng bán được 10 căn biệt thự trong dự án khu đô thị sắp khởi công. Hai tay vô thức siết chặt, tôi không dám gật đầu thừa nhận. Môi mấp máy nói không chế. Đều là danh tiếng của công ty tốt nên tôi mới có thể thành công. Họ nói họ tin tưởng vào cách làm việc nghiêm túc của An Dĩnh. Tôi thuật lại một số câu mà giám đốc Tần khen công ty với Dương Thành Vũ. Chỉ thấy anh ta cười nhạt một cái rồi nói tiếp. Trưởng phòng Lê đào tạo người không tồi, cô làm việc rất thật tâm. Rõ ràng là một lời khen của ông chủ dành cho nhân viên của mình. Nhưng chẳng hiểu sao,
sau khi lọt vào tai tôi lại mang theo nhiều hàm ý đến như vậy. Tôi đoán Dương Thành Vũ gọi tôi lên đây không đơn giản chỉ vì việc tôi ký được hợp đồng bán 10 căn biệt thự, bởi vì phòng kế hoạch không phải chỉ có mình tôi làm được. Thêm nữa, nếu có Tuyên Dương thái độ làm việc thì một mình trưởng phòng Lê là đủ. Anh ta là ông lớn, việc bận ngập đầu, thời gian thừa đâu mà để ý một nhân viên nhỏ nhoi như tôi. Cuối cùng sau một vài giây suy nghĩ, tôi chỉ có thể nói đó là trách nhiệm của tôi đối với công việc. Cảm ơn tổng giám đốc đã khen ngợi. Thật ra là tôi rất muốn nói nếu không có việc gì thì tôi có thể ra ngoài được không ạ, nhưng mà tôi lại không dám. Lúc này Dương Thành Vũ cũng bỏ hết tập tài liệu trên tay xuống bàn. Anh ta chống tay, bước dậy, đi về phía của tôi. Ánh mắt đen đặc nhìn tôi như muốn xuyên thấu và nói: Trần Thùy An, hà tất gì cô phải sợ tôi đến như thế, toàn thịt cô à? Tôi luống ca luống cuống, bước chân lùi lại phía sau mất vài bước. Tôi không có. Thật ra tôi là người nhát gan, đối với ai cũng vậy, không phải chỉ riêng mình anh đâu. Hơn nữa công việc này của tôi là do anh ban cho, tôi rất không muốn đánh mất nó. Cho nên tôi hy vọng những chuyện không vui trước kia của chúng ta anh đại ân đại lượng xóa bỏ. Là tôi không hiểu chuyện nên mới có cư xử như thế. Dương Thành Vũ ả lên một tiếng. Anh ta vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi, rất thản nhiên và hỏi: Giữa cô và tôi có chuyện gì à? Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh ta. Tôi... Dương Thành Vũ nói toẹt ra, chẳng để cho tôi một chút mặt mũi nào cả. Được rồi, mọi chuyện cũng chẳng có gì, đều là do cô làm quá lên thôi. Nói thật, tôi đến bây giờ cũng còn chẳng nhớ nổi mình với cô đã làm bao nhiêu lần. Cô không cần phải để trong lòng. Tuy lời nói có khó nghe như thế, thế nhưng tôi vẫn phải nói trong lòng tôi lúc này thật sự vui đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Dương Thành Vũ không để bụng, buổi tối hôm đó chúng tôi làm loạn. Nói như vậy, tôi gặp anh ta cũng không cần phải trốn lui trốn lùi, có thể quang minh chính đại mà ngẩng đầu bước đi. Điều bản thân tôi ao ước cuối cùng cũng đã thành sự thật. Những ngày sau đó tôi đều mang tâm trạng thoải mái và một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết đi làm. Bắt đầu làm quen được với mấy đồng nghiệp. Có những lúc gặp phải Dương Thành Vũ trong thang máy, tôi cũng mạnh dạn chào anh ta ba chữ tổng giám đốc. Còn anh ta thì gật đầu coi như lời đáp lại, thái độ không nóng cũng chẳng lạnh. Cuối tháng tổng kết doanh thu của phòng kế hoạch vượt chỉ tiêu đề ra. Trưởng phòng Lê nói giám đốc bộ phận hàng phóng mở chúng tôi đi ăn hải sản ở một nhà hàng buffet nổi tiếng. Nói thật, từ ngày vào làm ở công ty An Dĩnh, tôi ngoài làm việc cố gắng cầm cụi thì chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Nên sau khi nghe trưởng phòng Lê nói như vậy, tôi cũng chỉ biết hóa ra trên chị ta còn có một người giám đốc nữa, rồi mới đến Dương Thành Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm Say của tác giả nữ Lê Tuyết. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất tập 10 sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo.